bonsai với bộ đớ rất là đẹp các bạn. Mai bonsai và được ghép với bông mai cúc, cúc mai. Gốc mai quá là lâu năm rồi. Và cây sushi và rong rêu là nó bám trên những cái phần gốc cây, tạo ra cái nét cực kỳ cổ kính. Dấu ấn thời gian các bạn.